Mặc dù là mặt đất là nó không bằng phẳng, theo khuyến cáo của phần mềm là phải tính theo phương pháp trọng lực, nhưng mình lờ qua cái việc đó luôn, mình tính theo phương pháp a không luôn. Cái này là rủi ro của mình đó không, đây là rủi ro thuộc về mình đó, bởi vì đó là khuyến cáo của chủ hãng rồi. Khi người ta viết cái code phần mềm đó là người ta khuyến cáo mình như vậy rồi, bây giờ mình chạy ra mình thấy nó không đạt nhưng mình vẫn mình vẫn thích là cái phương án này, mình không muốn sửa đó, mình mới chạy lại. Bỏ hết cho nên chạy và chạy kè là phải hết sức cẩn thận, chỉ là mình thiết kế mình có yên tâm hay không thôi, chứ còn mình báo rồi xong mà là không được. Cũng không yên, cũng không yên. Vì trong cái phần 4 của 2705 á, nó ghi á, là mọi trách nhiệm là kỹ sư thiết kế chịu hết, chịu trách nhiệm chạy mô hình tính mà. Nó ghi trong đó là chịu trách nhiệm dùng phần mềm máy tính để mô phỏng tính toán và chịu hết trách nhiệm về cái việc đấy. Này cũng không yên mà. Đó nó vẫn báo. Đó nó vẫn báo giống nhau, đúng không? Tính ra là hai bên gần gần như nhau. Đây là mình cố mình chạy lên coi thử nó như thế nào thôi. Nó báo lại thôi chứ giờ cái này là nguy hiểm rồi đó. Nó ít hơn chút xíu, đâu nó cũng sao lớn hơn. Cái phương pháp này nó sẽ gây ra cái sai sót về chuẩn bị, cho nên cái này nó chuẩn bị nhiều hơn. Hồi nãy chỉ có ba thôi chứ, ba moment thì cũng cỡ đó. Cho nên cái nhược điểm của cái phương pháp này hồi nãy có nói đó. Phương pháp K0 nó không cân bằng được với mặt nghiêng, cho nên nó sinh ra cái chuyển vị lớn hơn. Theo phương pháp kia thì chuyển vị nó chỉ có hai phách mấy thôi, ba, nó chạy luôn cả hai phương pháp mà đều không đạt.